Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên địa phương tổ chức một giải đấu đặc biệt bơi và chạy kết hợp với nhiều khoảng cách khác nhau cho các vận động viên tham gia. An toàn của các vận động viên là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trong phần thi bơi biển. Để đảm bảo an toàn tối đa, ban tổ chức đã lên kế hoạch cùng với lực lượng cứu hộ. Bộ đội biên phòng tỉnh sẽ cử 2 cano và 10 chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Ban tổ chức cũng đã thiết lập hệ thống phao trên khu vực biển nơi diễn ra phần thi bơi. Hợp tác với lực lượng biên phòng, ban tổ chức sẽ có 50 nhân viên cứu hộ, trong đó có 20 người chèo sắp, stand up paddle, dọc đường bơi, cách nhau 30 đến 50 mét và cách khu vực vận động viên thi đấu từ 3 tháng 5 mét. 15 người sẽ đứng cố định trên 5 phao nổi, cố định tại các điểm quay đầu 150 mét, 200 mét, 300 mét và 2 điểm bơi 300 mét. Mỗi phao nổi sẽ có 3 người. 4 nhân viên lái xuồng máy jet ski sẽ đảm nhận vai trò di chuyển trên đường bơi, đưa vận động viên lên bờ khi cần. Trên bờ cũng có 12 cứu hộ trực quan sát từ xa. Đối với phương án triển khai dưới nước, ban tổ chức sẽ cố định đường bơi dẫn hướng bằng phao tròn, nối bằng dây thừng từ bờ biển thẳng ra 150 m, mỗi phao cách nhau 30 m. Điểm quay đầu cố định được đánh dấu bằng phao tháp vị trí 200 và 300 m. Phía bên phải, ban tổ chức tạo đường bơi quay đầu hình tam giác 200 m và làn về bờ độ dài 150 m. Giữa các phao tròn có buộc các phao ống màu vàng dài 3 m mà vận động viên mệt có thể bám vào để nghỉ ngơi. Điều này giúp đảm bảo an toàn và tối ưu hóa kết quả cho các vận động viên. Hệ thống bơi được thiết kế theo hình tam giác ngực, giảm số điểm quay đầu và giúp tạo điểm mạnh cho các vận động viên. Đoạn bơi thẳng ra hơn 100 m cũng giúp vận động viên tối ưu hóa thành tích, giữ khoảng cách an toàn giữa các nhóm và tránh tình trạng đông đúc. Điều này cũng làm cho dòng nước trở nên ổn định, sóng biển êm đềm, giúp vận động viên trải nghiệm tốt hơn và thách thức khả năng chinh phục sóng xuôi, sóng ngang và sóng ngược.